Ok. Recording in progress là đang bắt đầu. Rồi bây giờ mình bà điểm danh tụi con nha. I call your name. I call your name là bà điểm danh tụi con đó, bà gọi tên tụi con. Tiếng Việt là bà gọi tên tụi con. Sao? Yeah. Nha. When I call your name, you say yes, I'm here. Ai muốn gọi teacher cũng được mà không gọi cũng được nha. Yes, I'm here. Right. Okay, let me call your name. Đây bà, giờ bà gọi tên tụi con nha. Listen. Okay. Anna. 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 Yeah. Yes, I'm here. Yes, I'm here. Very good. Okay. Alexandria is here. Tom is here. Rồi bây giờ bà gọi ha, bà đọc tên ha. Anna, say again. Nói lại đi, Anna. Anna có trả lời, yes, I'm here. Very good. Apple. Apple. Tụi con mở microphone ra. Apple. Where is Apple? Apple đâu rồi? Are you there, Apple? Yes, I'm me. Very good. Julie. Julie trả lời giùm em bây giờ. Julie. Hồi nãy bao gọi Apple, giờ Julie trả lời. Yes, I'm me. Okay, very good. Bích Nga. Bích Nga, can you say I'm here? Yes, I'm here. Very good. Aita. Aita. Cô bà không nghe là cô không nghe là cô bỏ qua nha. Đức Minh. Yes, I'm here. Ok. Tom. Chào Are bà. You there, Tom? Tom. Where are you? Okay. Yeah. Can you say it again? Tom. Cho mở ra cho mọi người thấy mặt con đi. Yes. Hết pin con đi thay pin. Okay, con thay pin nào. Bây giờ tới Tom. Are you there, Tom? Okay, bà không thấy Tom. Okay. Yes. Alexandria, are you there, Alexandria? Yes, I'm here, teacher. Very good. Hành, Nhữ Hành, are you there, Nhữ Hành? Nhữ Hành nói, yes, I'm here. Yes, I'm here. Very good. May. May. May, are you there, May? Yes, I'm here. Very good. Mindy. Yes, I'm here. Very good. Donald. Donald. Daniel là Đức Trí á. Donald. Yes, I'm here. Very good. Tony. Yes, I'm here. Very good. Helen. Helen. Helen, con nói đi. Yes, I'm here. Helen. Bữa nay mình có Helen nữa. Helen, yes, I'm here. Helen, can you say yes, I'm here? Helen đâu rồi? Okay. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình học ha. A waiting room. There is... Okay, there are three more people coming in. Cô coi có còn ai ở ngoài không cô? Còn, bây giờ đâu mà cô đang coi nè. Có... hình như V ha. Okay. Galaxy G7 Prime. Mày là ai đây? Phải Vi không? Vi hay là Vĩnh Kỳ? Này có anh Khải đang vô mà vô chưa được đó cô. Oh, ok. Trúc Ly cũng chưa vô phải không? Dạ, Trúc Ly chưa vô. Rồi, bà coi lại ha. Đức Trí, Tony, Helen, okay. Nguyễn Khải Nguyễn Khải vô rồi.
Ok, Nguyễn Khải is here. Rồi bây giờ tụi con mở màn hình ra cho mọi người thấy mặt nha. Khi mà tụi con đọc bài, tụi con trả bài cho bà. Bữa nay là I review everything. Tuần này đó là cô sẽ cho những cha mẹ một cái tên tiếng Anh. Mấy bé là có tên tiếng Anh hết rồi, đúng không? Bây giờ mấy cha mẹ cô sẽ lấy cái tên của tụi con đó, cái chữ M hay chữ gì đó là tụi con cô có những cái tên bằng tiếng Anh nó rất là hay để cho tụi con nhớ. Ok. Alright, Nguyễn Khải đây rồi. Bây giờ mình bắt đầu ha. Ok, shall we start now? Khi mà cô hỏi shall we start now? Start là bắt đầu. We là chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Shall we start now? Thì tụi con nói yes. À, tụi con yes là ok đó, là mình bắt đầu. Yes. Ok, very good. Rồi bây giờ mình bắt đầu trả bài ha. English sing sing. Letter sao L. Anh Khải lại không nghe được tiếng? Anh Khải phải mở microphone ra. Không nghe tiếng luôn. À, không nghe tiếng hả? Không nghe tiếng, anh Khải có thể thoát ra vào lại đi. Anh chọn cái chỗ mà wifi hoặc là cái điện thoại á, mới vô tiếng. Hồi nãy em cũng không có tiếng nữa. Dạ, yeah, tại vì nó bị chặn lại đó, nó bị nhiễu sóng đó. Dạ không phải, cái đó phải chọn thôi, lúc vô mà không biết chọn là không lúc không, vô không chọn là chọn nó cái dòng ở trên á, đừng chọn cái dòng ở dưới. Ok. Ok, bây giờ cô kêu tên ha, và khi cô kêu tên á thì là mỗi người sẽ đọc 8 cái câu đó cho cô. Coi nó như thế nào ha. Coi có đúng sai như thế nào nha. Yeah. Okay, when I call your name, I review what you already learned at home. Nghe nha, cái này bà nói, tụi con hiểu được chút, không hiểu được không sao hết á. Nghe quen là tự nhiên sẽ biết. Bây giờ là mình cần nghe quen cái đã nha. Let's sing sing. Story. A. This is Ann. Right, bây giờ bà để đây, không nghe nữa. Bây giờ bà hỏi tụi con. Okay, we have 3 more people coming in. Đỗ Thị Soan, Dương Trịnh, Duyên Nguyễn. Okay. Rồi giờ là mình có đủ hết mọi người rồi ha. 19 people, that is good. Khi mà đọc tên tụi con là tụi con mở cái màn hình ra và nói ha. Ok. Now I call your name. Ok. Good evening. Ok. Good evening from Vietnam, right? Ok. One more person. Chào cô. Very good. Ăn đi con. Rồi. Ready, are you ready? Khi bà hỏi là cô hỏi là tụi con. Chào bà. Rồi, bà cảm ơn con. Rồi, hello, Hoài Đức phải không? Yes. Hoài Đức. Rồi, Hoài Đức. Yes. Rồi, nghe nha. Khi bà cô hỏi are you ready là tụi con sẵn sàng chưa? Are you ready? Thì tụi con nói yes, we are ready. Giờ lặp lại cho bà nghe coi. Yes, we are ready. Yes, we are ready. Very good. Yes, we are ready. Very good. Okay, now I call your name and you say the 8 sentences that you already learned. Okay. Okay. Aita, number 1. This is Annie's apple tree. Very good. Đọc luôn 8 câu nha. Mỗi người phải đọc 8 câu cho cô. This is này. Đợi. Ok, nghe bà nè, nghe bà nói. Bây giờ mỗi người đọc 8 câu chứ không phải đọc có 1 câu nha. Mỗi người đọc 8 câu, đọc cho bằng con nghe có đúng không cái đã nha. Bây giờ bà đọc tên Ai Thà. Ok. Can you say it again? Okay, number 1, number 2, number 8, 8 sentences. Yeah, khi mà cô nói number 1 có nghĩa là this is Annie's apple tree. Number 2. Right. Yes, Ai Tha đọc lại nha. Yeah. This is Annie's
an apple tree. Okay, this okay. is. This is. Okay. This uh-huh. is any is on the mat. Okay. Annie is on the mat. Cái này là bị nhiễu sóng đó tụi con. Okay. Go on. Must loves apples and loves apple too. Uh-huh. Annie's cat is angry. Uh-huh. That is coming with a big bat. Okay. Wow, snacks. Max loves snack too. Okay, Max loves. Có chữ S nha tụi con. Bây giờ Anna Asa đọc như vậy rồi. Bây giờ tới người thứ hai đọc rồi tụi con nghe lại nha. Giờ bà sửa, cô sửa cái này nè. Nghe cô đọc lại nha. This is Annie's apple tree. This is Annie's apple tree. This is Annie's apple tree. Very good. Rồi bây giờ tới người thứ hai. The next one is Bích Nga. Hello teacher everybody. Okay. Bích Nga. Is Annie apple tree? Annie's có chữ S. Annie's. Annie's is on the mat. Okay. Nghe cô nói lại. This is Annie's apple tree. Có chữ S đằng sau chữ Annie's. Okay. Đúng không? This is apple tree. Okay. And this is on the mat. Uh-huh. Cats love apples. Annie. Max loves. Max loves. Max love apples too. Okay. Okay. Cái chữ S nha, nhớ cái chữ S tụi con phải đọc. Yeah. Max loves apple too. Okay. Go on. Go on. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi Bích Nga này. Yeah. Go on. Bích Nga tiếp tục. Yeah. Andy. Okay. Giờ nếu con quên á thì là cô gọi người khác nha. Con nghe để con nhớ nha. Okay, Alexandria. Yeah. Alexandria. This is Annie apple tree. Annie is on the mat. Annie, chỗ đó không có S. Annie is on the mat. Max love apple. Anne love apple too. And Annie that is angry. That in common white big bat. Wow, snack. Matt love snack too. Very good. Nhìn dữ vậy thôi, vậy nói. Oh, okay. Tom. Tom. Nhắc cho người nhắc chơi. Yes, okay, can you? Do you have all everything, right? Okay, can you say it? Burn to my. Okay, Tom. Yes, I'm here. Okay. Bây giờ con đọc được không? This is Annie's apple tree. 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 Okay. Câu thứ hai. Annie is on the mat. He's on the mat. Okay, number three. Ok, giờ vậy Tom nghe những người khác đọc nha. Bây giờ tới
Michelle. Michelle. Dạ, dạ. Okay. Dạ, dạ. Nói dạ. You can say yes. Okay. Any apple tree. Very good. Number two. Matt is on the mat. Annie is on the mat. Annie is on the mat. Okay. Matt loves apples. And loves apples too. Annie has it angry. That is coming. That is coming. That is coming with the big bag. Wow, snack. Snack loves snack too. Very good, Gabrielle. This is Annie's apple tree. Annie is on the mat. Max loves apples and love apples too. Annie's aunt is angry. Annie's aunt is angry. That is cái gì không mà cười? With a big bag. Không được theo thử có giống không không? Snack. Snack too. Very good. Okay, Đỗ Thị Soan. Yes. This is Annie's apple tree. Annie is on the mat. Max loves apples. Max loves apples. And loves apples too. Annie's cat is angry. That is coming with a big cat. Wow, snacks. Max loves snacks. Okay, Dad is coming with a big bag. Okay, okay, Tony. Tony có bài chưa? Tụi con có bài. Ai chưa có bài là không có cần đọc. Tụi con có bài chưa? Bà gửi bài cho tụi con. Tụi con có không? Tony, did you have it? Con. Ok. Rồi giờ con đọc được chừng nào hay chừng đó. Ok, Tony, number one. This is Annie's. Yeah. Okay. Tony. Max love apple. Okay. What's wrong, Tony? Đọc sao vậy? Nếu mà con đọc. Okay. Annie is on the mat. Max and love apple too. Okay, Tony, sao mà nhìn Tony unhappy, you are so unhappy, khổ sở vậy con? Đọc không được thì lần mình học sau, mình không có cần gì mà phải sợ như vậy nha. Okay, con đọc không được. Giờ để bà nói nha, tụi con đó, ai cũng vậy hết đó, mấy đứa nhỏ đó đi học mà đọc không được là nó cảm thấy quê, đúng không? Không có gì quê hết đó tụi con. Đọc không được, mình sẽ đọc sau. Okay. Mà không có gì mà phải khổ sở, mình học mà không có gì khổ sở vậy. Okay. Now, Tom, con nghe nha. Everybody, tụi con tới trễ, thành ra tụi con sẽ bị chậm. Không sao cả. Rồi bây giờ tới Đức Minh. Rồi Đức Minh đâu? This is Annie's apple tree. Okay. Annie is on the mat. Very good. Mat loves apples. Aunt love apple too. Annie's cat is angry. Daddy is coming with a big bag. Okay, bag. Bag. Wow, snacks. Max love snack too. Very good. Snack. Snack. Snack.
yeah, đọc mạnh ra. Max, now. Max, not two. Okay. Max, three. Two. Julie. Cô kêu con hả cậu? À, cô kêu Julie, cái gia đình của Đức Minh trước đi. Tại bốn người đó đọc trước, xong rồi tới Julie nha. Julie. Very good. Julie. Ellie. The man. Man loves apple. Man loves apple too. Very good. Ellie, he gets angry. He's angry. Very good. Tại vì... Dad. Got a big bag. Okay, dad is coming with a big bag. Okay. Dad. Wow. Snack. Okay. Snack. Love. Snack. Joe. Okay. Snack. Ack. Snack. Tụi con đọc lại. Snack. 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 Okay. Very good, Julie. Apple. Apple. Right. Rồi, Apple đọc nghe coi. Number one. This is... This is Apple. Very good. Number two. This is Annie on the mat. Okay, Annie is on the mat. Number three. Make love apple. Very good. Number four. Apple, two. Apple, apple, two. Very good. Answer, you can get very good. Apple. Tiếp tục bài. Tiếp tục bài. Okay, very good. Rồi, giờ tới Donald. Giờ tới Donald. This is Annie's apple tree. Very good. Annie is on the map. Very good. Max loves apple. Very good. And loves apple too. Uh-huh. Annie's cat is angry. Very good. That is coming with a big bag. Very good. Wow, Ness. Max loves next to. Very good, Donald. Còn ai nữa? Hồng Thu, con có đọc được không? Can you say it, Hồng Thu? Okay, bây giờ tới Trúc Ly. This is Annie apple tree. Very good. Annie is on the mat. Very good. Max loves apple. Very good. And loves apple too. Uh-huh. Annie's cat is angry. Very good. That is coming with a big bag. Very good. Wow, snack. Uh-huh. Max loves nuts too. Okay. Rồi một chút nữa cô sẽ sửa lại cái chữ S là tụi con cứ thiếu hoài. Cái đó từ từ mình sửa nha. Bây giờ tới Mindy. Ôi sẵn hả? Ôi sẵn hả? Mindy. Mở hình lên đọc nha. Mở hình lên tụi con. Mindy. Hi, it's Henry in... Apple to anything on the mask. Mm-hmm. Mask love apple. Ants love apple to ants. Ants, rồi mấy con kiến đó. Ants. 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 Okay. Ants sad and hungry. Angry. 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 Okay. Daddy coming with the big bag. Okay.
dad, dad chứ không phải daddy, dad, chỗ này chỉ có là dad thôi chứ chưa phải là daddy. Dad is coming. He's coming with a big bag. Okay. Okay. Well, snack. Snack too. Okay, snack. Ack. Đúng không đọc ack. Snack. Snack. Okay. Tiếng Việt mình có chữ ack đó. Okay. Rồi, okay now, May. May. May đâu rồi? Okay. This is Annie's apple tree. This is Annie's apple tree. Okay. Câu thứ hai con đọc, con tự đọc. In Annie is on the map. Map look at apple. Okay. Apple. Two. Ants love apple too. Ants love apple too. Any cat in angry. Annie's cat is angry. Rồi, bây giờ. Daddy coming with the a big bag. Ok, mấy cái này May con phải nghe lại nha. Con phải nghe và con thuộc lại nha. Cái này con phải học lại. Bây giờ tới Helen. Helen, bây giờ mình còn 5 phút mấy. Một chút nữa mình ra rồi mình sẽ vào lại nha. Ok, Helen, are you there, Helen? Ngọc Hân. Ngọc Hân đâu rồi? Dạ. Ok, Ngọc Hân đọc theo bà. This is Annie apple tree. This is Annie apple tree. Apple tree. Annie is on the mat. Annie is on the mat. Very good. Max loves apple. Max loves apple. Apple. Rồi bà cho Hân học ba câu thôi nha. Ok, Max loves apple. Giờ con đọc đi, Hân. Helen. Dạ. Helen. Rồi con là Helen đó. Max loves apple. Ok, bây giờ tới Huy. Adam. Giờ Huy là anh của Hân. Ok, bây giờ Ngọc Hân thì chỉ học ba câu thôi. Học không học nhiều làm gì. Con học từ từ ba câu. Như apple học ba bốn câu thôi nha. Nhiều quá thì tụi con chưa có biết. Bây giờ tới Huy. Adam, where are you? Adam có thuộc bài chưa? Ok, Adam chưa thuộc bài thì mình học lại sau nha. Những người nào mà chưa thuộc bài thì học sau. Hạnh, Nhữ Hạnh. Nhữ Hạnh đâu rồi? Can you say it, Nhữ Hạnh? Dạ, con đây. Ok, yes, you are there. Ok. This is Annie's apple tree. Very good. Annie is on the map. Max loves apple. Ant loves apple too. Ant. Ant. Okay. Ant loves apple too. Annie cat is angry. Very good. Annie is coming with a big bag. Very good. Wow, last. Snack. Wow, last. Okay. Max loves last too.
Okay, snack. Okay. Oh, very good. Very good. Okay. Bây giờ tới hát khác là ai? Đây, Khải Nguyễn. Okay, bây giờ khoan Khải Nguyễn nha. Bây giờ tới Duyên Nguyễn. Con chỉ đọc được mấy câu rồi cô ơi. Okay, mấy câu cũng được. It is any apple tree. Very good. Any apple. It is on the mat. Very good. Mat love apple. And love apple too. Rồi con nhớ mấy câu đó rồi. Very good, very good. Now bây giờ Hoài Đức. Now your turn, Hoài Đức. Okay. It's it up for me any okay now yeah hồi đó cần hãy đứng đọc theo bà nha. This is Annie's apple tree. This is Annie's apple tree. Annie is on the mat. Annie is on the mat. Max loves apple. Max love apple. Ants love apple too. Ants love apple too. Oh, apple too. Too. Too có nghĩa là cũng thích ăn trái apple. Yeah, ha? Còn tree là cái cây. Okay. Annie's cat is angry. Annie's cat is angry. Annie's angry. Angry. Ok, bây giờ Hoài Đức là học từng chừng đó thôi ha, mà phải nhớ nha. Bây giờ Hoài Đức với mẹ là học mấy câu đó cho bà. Bây giờ mình còn lại Hoài Đức, Duy Nguyễn xong rồi ha. Hồi nãy bà kêu ai nè? Nhữ Hạnh rồi nè ha. Khải Nguyễn thôi. Khải Nguyễn. Mình chỉ còn một phút nữa thôi rồi mình vào lại là bắt đầu vẫn tiếp tục nha. Bây giờ Khải Nguyễn đọc cho cô nghe thử coi Khải Nguyễn.